biết sửa đó, đó thì bằng ép sát mà thôi. Bởi vì cái ơn trên đó là các ngài là dụng lòng. Nó Phật dụng gì? Phật dụng lòng. Đó, rồi Phật chứng cái gì? Là Phật chứng cái tâm con người, chứ không phải cái ăn chay mà Phật chứng, không phải ăn mặn mà Phật chứng. Cái bàn thờ ở đâu? Cái bàn thờ không phải là chùa cao Phật lớn, không phải là mà đình miễu am cốc. Cái bàn thờ là ngay đây, ngay cái ngực mình đây, ngay trái tim mình đây là cái bàn thờ đó đó. Mình đi đâu mình cũng có cái bàn thờ, rừng núi mình cũng có bàn thờ hết. Đó là gọi là tâm. Thấy không? Chứ còn mình thờ phượng đó, đó để mình lấy cái giả đó đó. Đó, đó cái giả đó để mình tượng lên, tượng là mình mấy cái tượng đó tượng trưng lên. Đó mình nhìn theo cái tượng của vị nào đó là mình học theo cái hạnh của cái vị đó. Chứ không phải là mình thờ cái vị đó mà vị đó độ mình đâu, không có phải gì đâu. Để học theo cái hạnh của ngài. Đó cái cách thờ phượng như vậy, rồi nhiều khi cái là hổng linh cái bất mãn. Thấy không? Linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh cũng do mình mà bất linh cũng do mình. Thấy không? Rồi tu là như là tôi nói đi. Đó rồi như vậy đó, từ từ á cái phước mình nó nhiều. Thì cái nghiệp nó mới mòn. Phước càng nhiều thì nghiệp mới càng mòn. Cũng như bây giờ cái con người mà thiếu nợ vậy đó. Thiếu nợ tiền ở ngoài đời vậy đó. Thì giờ ai mướn gì cũng phải đi mần. Thì đi mần có tiền là mới trả nợ được. Còn cái con người có nghiệp á, con người mà cái nghiệp nặng nhẹ đó, dày mỏng gì đó, ai ở với trái đất này là đều có nghiệp quả hết. Đều có duyên nợ, đều có nghiệp chướng hết. Hoặc dày, hoặc mỏng, hoặc ít, hoặc nhiều. Mà nếu bây giờ mình muốn á, cái nghiệp mình nó nhẹ đó, thì mình phải làm cái việc phước đức. Đó, cái phước đức càng nhiều thì nghiệp nó mới càng mòn. Chứ bây giờ mình không có biết làm cái việc phước đức đó, thì cái nghiệp này đó là không bao giờ nó mòn được. Cũng như mắc nợ mà không đi mần thì tiền đâu trả nợ. Đó, đi mần mà không có được ăn uống sung sướng, ăn uống sung sướng rồi làm sao trả nợ. Đó thì bây giờ đó là mình bây giờ đó là mình ngưng lại, dừng lại, bớt đi là xã giao, bớt đi giao thiệp, bớt đi đám tiệc. Đó thì tự đó, tự do mình biết đủ là nó đủ. Đó thì nó dư ra cái tiền này để mình làm phước. Mà làm phước bây giờ đó là phải có trí tuệ, phải không? Đó, mà làm phước mà không có trí tuệ là coi chừng nó không có miếng phước nào trên. Vậy bây giờ nó thăm chú Sáu. Trước hết là thăm chú Sáu, hỏi thăm sức khỏe chú Sáu. Chúc chú Sáu nhiều sức khỏe. A Di Đà Phật. Thứ hai là con có nhiều rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chú. Một trong những câu hỏi đó là bây giờ cái thời mình hiện tại bây giờ mình thực hành những cái phương pháp nào mà có thể là mình đạt được những cái niềm hạnh phúc mà mau nhất để mình sống mà có vui vẻ và hạnh phúc trên trong cái đời hiện tại bây giờ. Từ đây tôi cũng trả lời, tôi vừa trả lời mà cũng vừa là chỉ dạy. Cho những người là muốn tu thật tâm. Thì nói chung cái là tu thật tâm thì đặng thảnh thơi, còn tu giả dối thì lao thì lý. Mà cái đời này đó là cái đời hạ nguyên, hạ nguyên hạ. Thì tất cả cái con người từ đây trở về sau đó, nếu mà ai mà thất tỉnh quay đầu á, mà biết là tu tâm sửa tánh đó, rồi biết làm những cái chuyện đó là phước đức. Đó rồi cố gắng là thực hành. Đó là những cái lời mà tôi nói ra đây. Là cũng như tôi chỉ dạy, có thể là nếu mà em cháu hay là các bạn nào đó, nhưng mà muốn tu thật tâm mà nó có đạt thành, nó có gặt hái, nó có kết quả, thì đây là tôi nói mấy em mấy cháu quay thì không có thế nào mà
mà 100% được đâu. Có thể là tôi biết 10 thì tôi nói cao lắm, dữ lắm là 5 thôi. Yeah. Rồi quý vị nào mà muốn tu thật tâm thì gặp tôi. Thì tôi cũng có pháp. Yeah. Tôi thì xài pháp hơn xài kinh. Yeah. Bởi vì cái kinh đó, kinh là có nghĩa là tu bên ngoài thôi. Còn cái pháp đó là tu bên trong. Đó là tổ chân truyền. Đó là cái tâm ấn đạo Phật. Phải không? Bây giờ đời này là con người có mình đó. Đó là ở cái trái đất này, ở cái thế gian này đó. Đó là nói chung là nói cả hoàn cầu trái đất. Nếu ai mà tu hành hay là người đời gì mà ở dưới trái đất này đó là đều là bị ảnh hưởng hai phần âm. Đó là có một phần dương thôi, mà cái khí dương á đó yếu thì con người phải bệnh. Mà khi mà khí dương nó hết thì con người phải chết. Đó, còn cái đạo á, thì nói bao la vậy đó. Đó là tùy duyên mỗi người. Phải không? Nói dạng pháp. Đó là tùy duyên. Đó, tùy duyên là mỗi người thích cái gì đó. Chứ đúng ra là dạng pháp nó cũng phải quy tâm. Đó, nó cũng trở về cái một. Mà trong một nó cũng sanh ra dạng pháp. Đó là cái con người đó là mình sống ở dưới cái mặt đất này là mình sống với cái là cái lửa có cái cung thái âm. Đó lửa cung thái âm đó là nó hai phần âm, nó có một phần dương à. Còn các cái ngài các vị thiên liên vũ di ở trên đó, thì người ta sống với cái cung của cái thái dương. Đó là cái lửa của mặt trời. Đó, cho nên người ta đó là không có cái sinh lão bệnh tử. Còn mình sống ở trên cõi ta bà này kêu bằng ta bà khổ, ta bà lắm khổ đó. Thì mình bây giờ muốn tu đó là hiện bây giờ là phải cái phước huệ song tu. Chứ còn mình tu phước không á thì nó cũng vẫn đau bệnh hoài thôi. Thế không có cái tu huệ trong đó thì nó đỡ đi nhiều cái chứng bệnh lắm. Nó không phải tuyệt đối là 100%. Nhưng mà mình tu á là tu huệ đó là tất nhiên ngồi thiền đó. Đó là nó chuyển được. Nó chuyển ra được là cái âm và dương trong con người mình nó cũng vẫn có âm và dương. Bầu trời á, ở trên cũng có âm và dương. Và con người của mình có ngũ hành thì ở trên bầu trời có ngũ hành. Nghĩa là trên trời rảnh có Phật tiên thần thánh thì trong con người của chúng ta cũng có Phật tiên thần thánh. Phải không? Rồi á, là ở cái quả địa cầu này có ma quỷ này kia nọ thì trong con người nó con người của mình nó cũng có ma quỷ. Đó, cho nên là ma Phật chỉ do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà, giác thì Phật, mê thì ma, đó vậy. Phật của mình mà ngài là ma của mình thôi. Thành thử ra mình muốn thiệt tu thì mình phải là có một cái pháp. Rồi có một cái pháp đó, trong cái pháp đó nó có cái bài nguyện. Rồi mình nguyện xong đàng hoàng là mình công phu mình hành thiền thì không có cái tẩu quả nhập ma nào hết trơn. Tại vì họ không biết, họ nói tầm bậy, họ nói là giờ phia, giờ linh đó rồi thiền định rồi là bị tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma là có nghĩa là cái người này còn cái ta, còn cái tôi, còn cống cao ngạo mạn, còn ham linh, còn mê tín dị đoan thì mới bị tẩu quả nhập ma thôi. Thì mình cứ tu chính tín đi, mình cứ chính kiến đi. Đó, đừng có cái tà tín, đừng có cái tà kiến. Đó thì tôi bảo đảm không bao giờ ma nào hết trơn. Bởi vì mình tu chánh kiến rồi, chánh định chánh ngữ rồi thì con người của mình đó nó có một cái điển linh quang, nó gọi là cái hào quang đó. Cái hào quang đó để độ luôn cả ma quỷ nữa. Đó chứ ma quỷ nào mà vô mà phá. Đó cái người mà tu hành đó, vì cái phước huệ trong tu này đó là giúp luôn cả muôn loài vạn vật. Không phải nói là người hiền dễ thương rồi ma quỷ xấu rồi thứ ghét, không phải vậy. Đó là có nghĩa là độ âm độ dương luôn. Đó thì tôi nói giờ nếu quý vị mà nào bên tịnh độ đó thì tu cũng được, mà thiền tu cũng được. Nó tịnh độ thì là có cái pháp là tâm ấn đạo Phật. Đó là cái còn nhất tức thập niệm đó. Có trong đó có cái bài nguyện. Thì quý vị nào muốn gặp tôi, muốn tiệt tu thì gặp tôi.
thì tôi nghĩa là cho pháp cho. Mà thiệt tu là tôi mới cho, chứ không phải là nói là ai tôi cũng cho. Bởi vì dụng pháp cho đúng nơi, dụng lời cho đúng chỗ, chứ không phải chỗ nào là mình cũng dụng, chỗ nào mình cũng phải nói hết. Đó, biết đạo tức không phe, không phải là như cái đồ quảng cáo đồ dởm vậy. Thấy không? Vậy cho nên là cái thứ nhất là cái niệm Phật mà mình niệm từ tiếng đó, thì cái niệm đó già trẻ nhỏ xíu niệm cũng được nữa, mà niệm cái đó để mà tránh cái tâm thôi, cho cái tâm của mình nó không dính vô làm bà tám bà chín được, phải không? Đó, chứ cái đó đúng ra không phải là pháp. Còn nếu pháp đó là phải nhất tức tập niệm, tức nó tập niệm là tức là một, là nhất là một, tức là hơi, tập là mười, là phải niệm là một hơi mười niệm. Mình nội mà mình lo mình niệm không đó, mà không biết niệm nổi không, ở đó cái tâm là dính chỗ này dính chỗ kia rồi sao niệm nổi. Còn ví dụ mấy cháu là niệm một tiếng Nam Mô Di Đà Phật á, thì nó thừa cái hơi, nó còn phóng tâm, nó còn suy nghĩ tùm lum hết. Còn nếu mà vô nhất tức tập niệm là một hơi mười niệm á, nội mà lấy hơi mà một hơi mười niệm này không biết nổi không, ở đó mà suy nghĩ lung tung beng. Thấy không? Ví dụ là một hơi mười niệm là nó như vậy đó, mình đếm thử mấy ngón tay nè, lóng tay á, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nè, phải không? Đó là mình hít vô thở ra cho nó khỏe khoắn đi đó, rồi đó là cái tâm của mình định đàng hoàng, giờ làm việc không có suy nghĩ lung tung. Đó là vô niệm nè, Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Đó, một hơi là 10 niệm là như vậy mới tính một hơi. Chứ không phải mới niệm có 5 tiếng cái đức hơi là nó làm 5 tiếng nữa nhập vô là một hơi là sai. Nhưng mà phải 10 hơi như vậy đó là 100 niệm. 100 niệm ban ngày đó là giờ âm. 100 niệm ban đêm là giờ dương. Cái này tôi chỉ tu kết quả là tôi mới chỉ, chứ còn không phải là trong sách vở là tôi nói ra không đâu. Tôi đã dạy, đã chỉ nhiều người, nghĩa là ngang ngược luôn đó. Tu rồi có kết quả họ mừng họ lên đây nè, mà tôi biết kết quả tôi mới chỉ, chứ không biết kết quả chỉ làm cái gì. Nói hao hơi tổng tướng rồi không kết quả chỉ vô lý chữ dặm gì đó. Cho nên là cái ban ngày là giờ âm. Giờ âm là từ ngọ cho tới hợi, nó nghĩa là nó 6 tiếng đồng hồ. Nó cắt nghĩa ra luôn là từ 12 giờ phía, từ 12 giờ trưa đó, cho đến là 6 giờ chiều. Đó là cái đầu giờ đó. Đầu giờ thì gọi là cái kết nối, âm dương nó kết nối. Đầu giờ là cái giờ cao điểm. Thấy không? Còn nếu không phải đầu giờ ở trong 6 tiếng đồng hồ đó, cái phản nào mình hành cũng được hết. Mà cái đầu giờ là giờ cao điểm. Giờ cao điểm chỉ thì tôi nói giờ đem cái bình ra 12 giờ trưa đi, đem ra ngoài nắng đi sạc đi, đó cũng mau đầy điện hơn cái giờ khác. Thấy không? Cái đó là cái giờ âm. Đó là từ ngọ cho tới hợi, là có nghĩa là từ 12 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều. Đó là nó 6 tiếng đồng hồ. Mình đi đứng nằm ngồi á, đi vô á, là tiêu tiểu gì tu cũng được hết. Ở ngoài rừng núi ở đâu á, là đi làm thuê, làm mướn, làm công ty, làm mảng xưởng gì cũng tu được hết. Chứ không phải đợi gì mà lại ngay cái bàn thờ, lại ngay cái chùa am thất là tu mới được, không phải vậy. Tu là tu tâm, thấy không? Đó, tu là tu cái tâm của mình, chứ không phải ăn chay mà tu. Ăn chay mà không có tu tâm sửa tánh được thì ép sát chơi thôi. Bởi vì tại sao tôi nói vậy? Đó là cái ăn chay nó cũng có cái lợi ích của nó. Đó, chứ không phải không có. Đó, mà ăn chay mà không có biết sửa đó thì bằng ép sát mà thôi. Bởi vì cái ơn trên đó là các ngài là dụng lòng. Nó Phật dụng gì? Phật dụng lòng. Đó, rồi Phật chứng cái gì? Là Phật chứng cái tâm con người. Chứ không phải cái ăn chay mà Phật chứng. Không phải ăn mặn mà Phật chứng. Cái bàn thờ ở đâu? Cái bàn thờ không phải là chùa cao Phật lớn. Không phải là mà đình miễu am cốc. Cái bàn thờ là ngay đây. Ngay cái ngực mình đây, ngay trái tim mình đây là cái bàn thờ đó. Mình đi đâu mình cũng có cái bàn thờ
rừng núi mình cũng có bàn thờ hết. Đó là gọi là tâm. Thấy không? Chứ còn mình thờ phượng đó để mình lấy cái giả đó đó. Đó cái giả đó để mình tượng lên, tượng là mình mấy cái tượng để tượng trưng lên. Đó mình nhìn theo cái tượng của vị nào đó là mình học theo cái hạnh của cái vị đó. Chứ không phải là mình thờ cái vị đó mà vị đó độ mình đâu, không có phải gì đâu. Để học theo cái hạnh của ngài. Đó cái cách thờ phượng như vậy rồi nhiều khi cái là ổng linh cái bất mãn. Thấy không? Linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh cũng do mình mà bất linh cũng do mình. Thấy không? Rồi là tôi nói qua tới cái giờ dương. Giờ dương là từ tí cho tới tỵ nó cũng 6 tiếng đồng hồ. Đó, tí là 12 giờ phia cho đến 6 giờ sáng. Mà cái đầu giờ đó, đầu giờ là cái giờ đó là giờ cao điểm. Giờ cao điểm có nghĩa là cái âm dương nó kết nối. Âm dương nó kết nối thì cũng như là cái đồng hồ mà mấy cháu đeo vậy đó. Đúng 12 giờ thì ba cái kim nó nhập lại. Nhập lại là ba cái kim nó nhập một chỗ, một gọi là kết nối. Thấy không? Còn mình cái đạo đó, đạo là cái âm dương. Cái đạo là không có cái gì khác nữa trơn á, đạo là chỉ âm dương mà thôi. Đó là kêu là thận thiên thì giả tồn, mà nghịch thiên thì giả vong đó. Thấy không? Con người ai sống đó, một vị Phật nào cũng nhờ âm dương hết trơn á. Một vị là nào mà cao siêu đi mà thành Phật đó. Đó là ông Vị Lai, ông Phật Tổ, ông này, ông kia, ông nọ đều sống trong cái âm dương hết. Đó, nhưng mà không có biết cái âm dương là đạo á thì tu suốt đời không có bao giờ mà chuyển hóa được. Đó, cho nên là mình hành, ví dụ đây là hai cái ly nè. Đây là âm dương nè, phải không? Bây giờ mấy cháu cầu nguyện đi, lại lục cầu sinh đi, hai cái ly này nó không có nhập lại gì đâu. Không bao giờ nó nhập lại. Thế là mình muốn qua sông. Đó thì mình đón xuồng, đón bè để qua sông. Chứ mà đứng bên bờ sông bên kia mà cầu nguyện để qua bờ sông bên đây là không có đâu. Phải không? Đó, cho nên mình phải cầm hai cái ly nè, mình xích lại đây nè. Đó, là mình biết cái âm dương mình hành. Thì hai cái này nó mới đụng lại. Nó đụng lại như vậy nó mới phản chiếu ra cái lưng xa. Đó là có những cái tôn giáo người ta kêu bằng là hầu quang. Có những cái tôn giáo người ta kêu bằng con mắt thứ ba. Có những cái tôn giáo người ta kêu bằng mu ni châu. Thấy không? Đó là thành thử ra cái âm dương nó kết nối. Kết nối thì tôi nói ra cho dễ hiểu. Cái thân của mình đó, thân con người, cũng như cái bóng đèn ở trong hộp mới lấy ra đó, nó là cái công cụ thôi. Bây giờ có lại nó đi, lại lỗ đầu rồi là dập trán đi, cái bóng đèn nó cũng không có cháy đâu. Nhưng mà muốn nó cháy phải làm sao? Đó, trong cái hai cái sợi dây điện có một sợi dây âm và dương, rồi người ta có cái chui. Muốn nó cháy thì bắt đầu là dặn cái bóng đèn vô. Thì tất nhiên khỏi gian sinh gì hết trơn á, dặn vô là được cái cháy liền. Còn nếu ai mà tu hành biết cái âm dương này là có hào quang hết. 1.000 người là có hào quang đủ 1.000 người. Chứ không phải hào quang đâu trên trời, ở trên mây trên mà đi ngó mà ngóng cái hào quang ở trên. Hào quang là trong con người của chúng ta. Thấy không? Nếu chúng ta biết á, bởi ta nói khôn cũng chết mà dạy cũng chết. Biết là đỡ lắm. Thấy không? Chứ không phải biết mà không chết. Bởi vì thân này là thân tứ đại giả hiệp. Thấy không? Thân này là cũng như là cái bè thuyền vậy đó, để mà mượn nó để qua sông đó. Khi qua sông rồi không có ai mà vác bè vác thuyền lưng đâu. Phải không? Cho nên là mình cũng phải là quý xác thân này, đừng có nên mà quỷ hoại nó, rồi đừng có nên mà làm cho nó tàn phế quá thì tu không có được đâu. Đó phải không? Rồi cái đó là tôi nói là nhất đức thập niệm là cái giai đoạn đầu. Rồi nếu tu nó nhừng nhã rồi đó, mới bắt đầu mới vô tới cái nhất cứu di đà, vô biệt niệm. Tới mà vô biệt niệm á là thành Phật rồi. Thấy không? Bởi vì cái tôi chỉ đây là cái đạo giải thoát. Đó là cái tu thiền. Tu thiền có nghĩa là cũng như cái đường đi tắt vậy đó, đường chiêm bao vậy đó. Thấy không? Đó là gọi là kiến tánh thành Phật. Đó là cái tu thiền nó như vậy. Thì cái tánh đó, cái tánh thì cũng như cái lửa rồi đó. Còn cái tội của chúng sanh, tội của mọi người, nó nhiều lắm, nó nhiều cũng như mà cỏ khô vậy đó, đếm không có được đâu.
Tội là nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này một đời này. Tội đó rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà con người mà tu kiến tánh rồi đó, thì kiến tánh rồi đó là gọi là minh tâm kiến tánh, thì cái tánh nó như lửa, thì cái cỏ khô mà gặp lửa thì cỏ khô không có còn cộng nào hết trơn. Cho nên người tu kiến tánh thành Phật rồi là không có tội lỗi, không có còn tội lỗi nữa. Còn tội lỗi rồi sao giải thoát được, sao vượt trên được. Đó cái nghĩa là tôi đó là tôi chỉ cho cái con đường để tu giải thoát. Thấy không? Là cuối cùng có nó đó là nhất cứu di đà vô biệt niệm. Thì cổng một cuốn đó, tôi nói nãy giờ trong một cuốn đó, mà tại vì là tôi nói là cái chi tiết rồi nó đến ngay cái gốc. Chứ tôi nói nghe cái gốc thì quý vị hiểu không có nổi. Đó cũng như mà ráp chữ vậy đó. Đó rồi ráp hết vô từ nét nó mới thành cái chữ được. Thì trước khi tôi muốn chỉ dạy là tôi phải nói một dòng trong cái ý nghĩa của nó rồi tôi mới kết cục được. Chứ còn nói ngay kết cục rồi làm sao ai hiểu nổi. Đó thì thành ra cái là hồi nãy là nhất cứu di đà vô biệt niệm. Thì bây giờ đi đến cái cùng. Đó, còn cái nhất cứu di đà vô biệt niệm là cái con đường đó là con đường tu đắc đạo luôn. Đó, nhất cứu di đà vô biệt niệm, bất lao đàn, chỉ đáo Tây Phương. Về tới Tây Phương không có nhọc khải móng tay. Chứ không phải đợi cái ông thầy nào mà đưa mà chết rồi đợi cái ông thầy đó đưa về cõi Tây Phương cực lạc. Cái đó là không có đúng đâu. Tại vì cái nói xưa truyền nay học thì nói thì nói vậy chứ không phải như vậy. Nếu mà đưa được á thì mấy cái người nhà giàu khỏi tu. Mướn một hơi là chừng 5 ông 10 ông thầy phải không? Có tiền nữa mướn 20 cũng được đó. Thì đưa khỏi Tây Phương luôn, tới Tây Ninh chứ không tới Tây Phương đâu. Thấy không? Đó cho nên á là cái nói á là cái đó là cái năng hành. Cái đó là năng thiết thôi chứ không phải là năng hành. Còn tôi chỉ là tôi chỉ cái năng hành. Đó, cũng như mà mình bây giờ là cái bụng mình đói. Mà bây giờ cầm cây viết, đó, với cái miếng giấy vẽ chừng một chục có đánh bao đi. Nó cũng đói à, phải không? Mà khỏi cần vẽ, đó, yêu cầu xúc nắm gạo đi. Đó, rồi do rồi nấu đi, ăn chén bây giờ nó cũng no. Đó, là cái đó là cái năng hành. Đó, nhất cứu di đà vô biệt niệm. Đó là nhất á, là một, cứu là câu. Vô biệt niệm đó, vô biệt niệm là cái một câu di đà không dứt niệm. Không dứt niệm là có nghĩa là ngũ niệm, tức niệm. Đó là luôn lúc nào á là không có bao giờ mà quên được. Nhưng mà nhớ đến Phật như ăn cơm bữa đó. Đâu có ai nhịn cơm được đâu, cũng phải ăn à. Nhớ đến Phật, nhớ đến ông bà của mình như ăn cơm bữa như vậy đó. Đó là mình nhớ như vậy á, là cái tâm của mình nó tập trung vào cái ý chí nơi đó. Đó, còn nếu mình không có làm như vậy á, thì cái tâm của mình á, là nó đi dữ lắm. Cái tâm con người nó làm bà tám bà chín dữ lắm. Thấy không? Suy nghĩ cái Sài Gòn đã suy nghĩ Hà Nội cái đã cái suy nghĩ đâu ngoài nước ngoài á. Thấy không? Là cái tâm của mình nó chạy dữ lắm. Mà cho nên xài cái này thì nó hết chạy. Bị gì lỗi mà lo mà tập trung á là mà nhớ không biết nhớ nổi mà ở đó mà chạy lung tung. Rồi mình khi mình hành thiền mình nói với cái tâm của mình. Giờ làm việc không có suy nghĩ lung tung, mình dạy cái tâm mình đó. Đó là mình tu với cái ông Phật của mình. Đừng có cổng Phật mà đi tìm Phật. Thấy không? Thì tôi nói vậy chứ tôi nói là để cho biết cái nguồn cội thôi. Còn nếu quý vị nào nữa em cháu nào đó, nếu mà thật tâm tu đó thì đến đây là tôi chỉ cho nhiều cái bí quyết nữa chứ không phải vậy. Thấy không? Bởi vì là tôi tu cả ba mươi mấy năm mà không lẽ giờ mấy cháu quay một tiếng nửa tiếng đồng hồ làm gì tôi nói hết được. Mà tôi có nói hết văn chay nữa là mấy em mấy cháu có học con không nổi đâu. Là nói trước thì nói nhiều quá cái thì quên cái trước nhớ làm sao. Phải vậy không? Đó. Đó thì tôi nói vậy rồi là cái đó là cái tu huệ nghe. Đó rồi tôi nói qua cái tu phước là cái phước huệ trong tu. Mà có cái phước á thì nó mới có cái huệ. Đó là cái phước là mình phải là tu phước. Là cái con người của mình sống từ nhiều đời nhiều kiếp đó. Mình nợ có cái quốc vương. Mình nợ quốc vương thí thổ đó. Thì bây giờ mình nợ mà mình bắt ai trả?
đó mình phải trả nợ cái quốc dương thủy thổ, đó là mình phải tu phước. Tu phước là phải cho đúng nghe, nếu tu phước mà không đúng thì nhiều lắm, mà tu không đúng là đông lắm, mà tu đúng thì nó rất ít. Bởi vì quý vị mà các tôn giáo có đều có lợi tu hết, thành thử tôi mới biết cái tu mà cái tu không đúng và tu đúng. Nó bởi vì cái tu phước này là cái gọi là cái đạo nhân, cái nhân đạo đó. Mà bởi vì họ quý cái ông Phật ở trên mây trên trời đó, rồi cái người như mình này nè, đi ra đi vô thấy tối ngày rồi họ coi là thường, nhưng mà họ không biết, họ không có biết coi thường là trật rồi đó. Bây giờ các ngài các vị ở trên người ta là giờ người ta quá thân nè, hiện bây giờ là người ta quá thân ra các nước luôn, chứ không phải nước Việt Nam của mình không đâu. Ta quá thân ra để người ta làm cái gì đó, ta quá thân ra để người ta nghĩa là hoằng pháp độ sanh, độ cho muôn loài vạn vật luôn. Rồi mình đó, mình là có con người, rồi mình giải thoát, mình về trời về Phật trở, mình dạy ai trở, mình dạy mình không xong mình dạy ai trở, thấy không? Cái nào nó cũng phải có cái ý nghĩa của nó đó. Rồi là bây giờ là nói về cái tu phước đó, và cái thứ nhất đó là cái ăn chay cử sát sanh, làm việc phước đức, ăn chay nhiều chừng nào tốt chừng nấy, ăn luôn càng tốt, còn ăn không được thì ăn chay kỳ cũng không được nữa. Cái mục đích ăn chay này không phải thành Phật, không phải thành tiên. Ăn chay này là để mình nhớ, để mình sửa cái tâm tánh của mình lại đó. Ăn để mà sửa, ăn để sửa tâm sửa tánh, chứ không phải ăn chay mà kể lễ rồi mình làm phước là mình cũng kể, không phải vậy. Chính mình ăn chay mình tu, chính mình làm phước, cái đó là mình tu, mình làm phước cho chính mình, chứ mình không có giúp cho ai đâu, đừng có kể ơn kể nghĩa, mình không có giúp cho ai hết trơn á. Đó, đó là mình giúp cho mình đó, đó chứ không biết là luân hồi chuyển kiếp tên ta còn hoài đó. Rồi cái tu phước thì bây giờ đó là tu nói cái vấn đề nó cũng có cái giới lực của tu phước. Tu phước thì có thấp lắm cũng phải giữ năm cái giới, ngủ với cấm đó, không? Nhưng mà không phải nói suông như mấy ông thầy. Tôi thì tôi nói ngược lại mấy cái ông thầy. Mấy ông thầy thì mấy ông nói ngủ với cấm thôi, phải không? Tôi thì là tôi đảo ngược trở lại. Mấy cái đạo là nó phải đi ngược với cái đời, chứ không có nói suông như mấy ông đó được. Mấy ông nói giờ phải ráng giữ với ngủ với cấm. Cái giữ thì được rồi, nhưng mà giữ với cấm công nó cũng không có lợi ích gì bao nhiêu đâu. Nhưng mà đi ngược trở lại đó, nói bây giờ là tà dâm nè, phải không? Đó, nó là cái tội tà dâm, phải không? Nhưng mà tu phải cắt nghĩa ra đó, đó là cái chánh dâm mà được, mà đừng có tà dâm thôi. Tà dâm là đi sống với chồng người ta, đi sống với vợ người ta đó, đi dụ dỗ gái tơ, dụ dỗ trai tơ đồ đó, phải không? Cái đó là tà dâm, còn chánh dâm là được. Trời Phật không có cấm con người mà là không vợ không chồng đó. Rồi là không có giọng ngữ, phải không? Mà tôi nói ngược trở lại không phải nói như vậy, không giọng ngữ, nhưng mà mình phải nói cái lời chân thật, chứ còn không phải là không giọng ngữ rồi là nhiêu đó đâu. Không giọng ngữ mà phải nói lời chân thật, đó là tôi đi ngược trở lại vậy, phải không? Rồi bây giờ là mình không có hút chích này, không uống rượu này, nhưng mà phải phiên người đừng nên làm như vậy đó. Rồi không cấp trộm, phải không? Không cấp trộm là, nhưng mà ta phải bố thí, chứ không phải là nói là không cấp trộm vậy là nó đầy đủ đâu. Mình không cấp trộm mà lại là phải là bố thí, mà không lẽ giờ đi bố thí rồi giờ đi ăn cắp trộm, bố thí làm gì? Bố thí chi vậy, uổng vậy, đúng củi 3 năm thiêu giờ hay sao? Không, nó cũng phải có cái đi ngược trở lại. Nếu mà giữ được năm cái giới đó, không? Là khỏi có đi vào ba con đường ác đó. Ai mà giữ được năm giới hoặc tu không tu gì là cũng được, giữ tròn năm cái giới có nghĩa là không có lọt vào ba cái con đường ác. Ba con đường ác là địa ngục, chúc sanh, ngã quỷ đó. Mà giữ năm cái giới này đáo trở lại làm được cái con người,
mà con người là xấu cũng do mình, mà đẹp cũng do mình, giàu nghèo gì cũng do mình đó, hạnh phúc tương lai được trọn lành trọn sáng thì đều cũng do mình, là mình tu ngay cái hiện tại, đừng suy nghĩ cái quá khứ vị lai gì hết thôi. Ngay cái hiện tại là mình ăn chay nè đó, mình cử chất chanh, mình làm việc phước đức thì cái phước đức nó mới đến với mình. Còn mình không có làm cái điều này, ai mà đi gánh đi bưng cái phước đức lại mà nạp cho mình, không có đâu, phải không? Cho nên tôi thì tôi nói không có văn qua lý, tôi nói không có văn qua lý luận bằng mấy cái ông ở chùa, nhưng mà tôi nói những cái gì mà tôi đã, đó là tôi đã thâu hoạch được, tôi đã gặt hái được, thì tôi nói cái cổ tôi như vậy, đừng cho em cháu đó, có một cái niềm tin nó vững chắc, chứ không phải là tôi nói như vậy mà tôi phe với em cháu đâu. Tôi lấy cái gì mà nó cụ thể nó được rồi tôi mới nói ra đó. Còn như tôi là nói những cái mà tôi chưa được đó thì nói cả một tháng chưa hết nữa. Thì giờ mà là ba cái tạng kinh rồi pháp thì cái dạng pháp rồi làm sao mà nói cho hết được, nhưng mà cái này chỉ lý thuyết thôi chứ chưa có biết cái nguyên nhân của nó, cũng như là trăm nghe chứ chưa bằng một thấy. Còn tôi nói cái này là nói cái một thấy thôi, chứ cái trăm nghe là tôi chưa nói. Đó, rồi thành thử ra là bây giờ là em cháu ráng cố gắng. Là cái điều quan trọng đó là cái phái nam và cái phái nữ. Đó là cái đạo làm người, cái nhân đạo đó. Cái phái nam đó thì phải biết giữ gìn cái tam can ngũ thường. Rồi cái phái nữ cũng phải biết giữ gìn cái tam tùng và tứ đức. Đó là cái thứ hai nữa. Đó, tôi nói vậy là biết là nín thinh. Còn nếu không biết hỏi tôi là tôi cắt nghĩa. Chứ còn nói cá nghĩa, nói cá nghĩa, nói đại tí chiều thì có nó có mấy lời thôi. Đấy không? Ví dụ là cái nào mà em cháu thấy có nghĩa là hiểu được thì thôi. Còn thấy cái nào hiểu không được thì hỏi tôi là tôi ngưng nói. Tôi để tôi trả lời cái câu đó. Còn nếu mà em cháu hiểu được rồi thôi cho qua, phải không? Để nói cho nó được hơi nhiều chút. Đó là kế đó nữa là mình giữ cái tâm, mình giữ được là cái giới trai là tam can ngũ thường, gái là tam tùng tứ đức á, rồi lại thêm cái là cái tam công. Nãy tôi nói vậy là cái huệ tôi nói rồi, bây giờ tôi nói tới cái phước nha. Đó, cái tam công đó, nếu ai tu phước thì cũng phải thực hành trong cái tam công này. Một cái cũng được, có là được rồi. Đó, cái tam công đó, tam công là ba cái công. Đó, công phu, công quả, công trình. Đó, tam công thì mấy gặp hỏi mấy rồng, công danh trôi chối mới chép trong văn đài. Đấy không? Rồi cái thứ tư nữa là phải biết tri ân. Xin chú Sáu giải thích tam công là cái gì chú Sáu? Cái tam công là công phu, công quả, công trình. Cái tam công là mấy gặp mỗi mấy rồng. Công trình là gì chú Sáu? Cái công trình là đi bắt cầu nè, đi đắp lộ nè. Đó là cái công trình. Công trình cũng như là mấy ông mà ta đi xây dựng rồi đó. Đó là cái công trình. Là góp phần cho đất nước á. Đắp đường bộ lộ. Đắp đường bộ lộ, đó là từ thiện đó. Đó là gọi là công trình. Công phu là mình thực hành những cái giáo pháp của tôi chỉ đó. Dạ. Giáo lý giáo pháp mình thực hành là mới được. Chứ còn nghe cho đã lỗ tai chơi thì có được cái gì. Nghe cho đã lỗ tai chơi cũng như mà gió mà thổi qua mát cái đi luôn vậy rồi. Xong à. Thì cứ hỏi cái nào không biết thì cứ hỏi. Còn cái nào biết là cho qua, phải không? Dạ đúng rồi. Đó, rồi như vậy đó là cái cuối cùng. Cái cuối cùng là phải thực hành cái tứ ân. Đó là tu tâm, sửa tánh phải chuyên cần, nhi đà lục tự giữ tứ ân, phải lo đền đáp và xác thân mấy còn. Muốn cái xác thân đời này mà còn sống sót để hưởng đời thượng quân thánh đức sắp tới đây, là phải làm như vậy. Đó là mấy làm dân đắc Phật được. Chứ không phải là nói cái làm dân đắc Phật mà đơn giản đâu. Làm dân đất Phật á, cái đời thượng nguyên đó là nói là cái con người là gọi là phước đức song toàn, tài đức song toàn luôn. Đó, bị gì sàng sải đó, sàng lọc lừa sàng sải đó, là chọn những người hiền, những người tu
đó, để mà hưởng cái đời thượng quân thánh đức, là cái con người đó là có cái đức như một bậc thánh vậy đó, thấy không? Rồi tới đó rồi sống á, sống mà tới chừng nào mà cảm thấy chán muốn chết cũng chưa chết nữa. Đó, bởi vì con người sống đâu phải 100 tuổi, 70, 80 tuổi, 20, 30 tuổi như thế này. Người sống là cả muôn tuổi, trên một muôn tuổi nữa. Đó, sống tới chừng nào mà nản muốn chết cũng chưa chết nữa. Đó, rồi bị gì rồi mà nói chứ ai muốn chết. Đó là không bệnh đau nè, không ai xấu nè, không ai nghèo nè, không ai tật nguyền nè. Đó, không có ai xin ăn hết trơn. Đó là đời thượng quân là nói chung á là các ngài các vị đã lựa tiễn, lựa cái người hiền nè, lựa người tu nè. Đó thì lựa hết trơn thì cũng như cái hộp gọi hộp gạo mà hộp gạo cội rồi. Nó đâu có xấu, nó đâu có sức mẻ. Đó rồi tại sao mà sàn trải sàn để mà nghĩa là cái gạo nát gạo bể rồi tấm cám cho nó lọt xuống hết để lấy cái gạo trọng mà nó có nhúm vậy thôi. Cho nên đó là mấy em mấy cháu quay nhưng mà cũng phải ráng là nhớ những cái gì tôi nói, rồi mấy cháu hiểu thêm nữa thì càng tốt, phải không? Đó thì nói chứ cái cuộc sống ai cũng phải vì tiền, tu không tu gì cũng phải vì tiền. Chứ bây giờ không lẽ giờ ra mua gạo đi xin ta cho gạo mình không? Tu cũng phải ăn gạo chứ. Đó là không tu cũng phải ăn thôi. Đi ra gạo rồi cho tôi chừng 10 cái gạo đi chứ không ai cho đâu. Nói trời bộ điên cái gì gạo ta bán đi xin. Thấy không? Thì nói chung cái mà mình vì tiền á, mà mình xài tiền á, xài cho đúng thì nó hiền như Phật kìa đó. Còn xài trật thì nó dữ như ma. Đó, cho nên cái đồng tiền nó cũng rất là quan trọng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Đó, cho nên đó là cái phước huệ trong tu là nó như vậy. Thấy không? Tôi nói chứ mấy em cũng có cái mấy cháu có tính linh đó, là trong cái ông bà có ông bà có mấy cháu đó, tá ở sau lưng mấy cháu nó chạy tới trước trán rồi đó. Nó chạy lần tới ngay mí tóc rồi nè, cháu á. Nó chạy hơi giận giận ra lạnh đó. Đó là cũng như là ông bà khiến cho mấy em mấy cháu đi đến cái chỗ mà cho nó chân lý rồi quay á. Quay rồi tôi nói vậy rồi trong cái ông bà có mấy cháu cũng thấy vui. Đó, cháu mình nó đi đến chỗ này nó cũng nó ít nhiều nó cũng tu học tu sửa. Đó rồi cái hồn của ông bà mình đi theo mình đó, người ta cũng được gặp cái du di. Cũng được gặp cái cảnh thiên nhiên. Đó thì nó đúng là mấy cháu nó cũng có cái điển nhưng mà nó không có nhiều. Nó cũng có cái chân điển nhưng mà nó tá nó hơi nghĩa là hơi hơi vậy thôi chứ nó không có chạy mạnh. Bởi vì mấy cháu cái tu đó, thì nó cũng có cái tâm đạo, cũng có nghĩ đến ông bà trời Phật. Nhưng mà cái thực hành nó ít, thành thử rồi cái điển nó yếu. Thực hành đến cái đề tu đó. Nghe thì nhiều mà thực hành thì nó ít. Đó, cho nên đó là cái điển nó chạy chưa có mạnh. Đó, thì nói chung đó là cái cuộc sống thì mình làm gì mình làm nhưng mà mình ráng tu tâm chữa tánh, phải không? Đó là tu tâm sửa tánh phải chuyên cần. Di Đà lục tự giữ tứ ân phải lo đền đáp rồi sát thân mới còn. Đó là tu thì nó không có phải là nó dạng quyển thiên kinh, không phải là dạng pháp. Đó nội cái câu lục tự á, mà ai mà chấp á, hay là chấp nhận mà tu theo cái lục tự Di Đà, phải không? Nội trong cái sáu chữ á, là cũng đắc đạo nữa, là cũng thành tiên thành Phật nữa. Trong sáu chữ đó thôi. Chứ không phải là niệm chuông mà niệm mà Nam Mô Di Đà Phật. Niệm chuông như vậy đó, đó là nó giống mấy cái người mà tu kinh đó là đọc đó là cho nó chuông vậy, phải không? Thì nó giống hệt là con két mà nhái ông chủ nhà vậy đó. Nó không có cái gì mà gọi là đắc được cái đó. Không có gì mà chứng được cái đó. Đó cho nên nó là tôi nói thì tôi nói như vậy. Thành thử ra là nếu em cháu huynh đệ nào đó, nhưng mà có thích thì có muốn không? Thì nghĩa là đến gặp tôi thì tôi không có phân tôn giáo nào hết trơn. Không tôn giáo cũng được mà có tôn giáo cũng được.
Thành thử ra đến với tôi đây là nói chung là tôn giáo nào cũng có đến hết trơn. Người không tôn giáo cũng được. Bởi vì cái tu thiền là không có phân biệt. Đó. Ai tu là đắc, ai tu là chứng thôi. Chứ còn không có phân biệt là đạo tu là số 1, thầy tu là số 1. Rồi phân biệt không cho là để trao đổi với nhau. Riêng tu là không có như vậy. Nếu mà tu á, đến tu cũng được, mà không tu đến tu cũng được, miễn có quyết tâm mà để thực hành đó. Đừng nhờ cái bản thân là tu mừng rồi. Làm được cái bản thân nhưng mà tu cũng mừng giùm cho. Chứ tới đây thì tôi nói thẳng cái đó. Tới đây thì nói đúng ra tại vì cái tiên dĩ nhiên như trời đã định. Chứ không có ai định được đâu. Đó thì định như vậy là mới hết cái hạ nguyên rồi mới chuyển qua thượng nguyên. Chứ đâu có phải là hồi nào tới giờ hạ nguyên này hoài đâu, không phải vậy đâu. Cái đời thì là có cái đời thì có thượng nguyên, rồi có trung nguyên, có hạ nguyên. Rồi cái con người của mình ở đây hàng năm thì nó cũng có cái thượng nguyên, có cái trung nguyên, có cái hạ nguyên. Đó như cái tháng này là tháng 10 rồi phải không? Đó rồi là nó cuối cùng có một năm rồi. Thì nó hạ nguyên rồi. Thì đây cái tới rằm tháng giêng cái bắt đầu nó chuyển trở lại đó là thượng nguyên. Đó thì cái đời nó cũng vậy. Nó, bây giờ nó hiện bây giờ là nó hạ nguyên phải không? Đó hạ nguyên như vậy rồi từ từ cái hạ nguyên này nó phải hết, nó mới chuyển qua cái thượng nguyên. Vậy là thường thường mỗi năm là hàng năm á là đầu năm là thượng nguyên hả chú Sáp? Đầu năm là rằm tháng giêng là thượng nguyên, rằm tháng 7 là trung nguyên, rằm tháng 10 là hạ nguyên. Thì cái đời nó cũng phải vậy. Cái đời nó cũng có ba cái nguyên như vậy. Mà cái nguyên hạ này là cái nguyên kết cuộc, cũng như cái đòi chiều chiếm chót vậy đó. Nếu mà đi rồi ghé chơi rồi cái kiểu mà ca hát nghêu ngao rồi trễ đò không có qua sông được. Đừng có mê nữa. Ráng thức tỉnh đi, đừng có mê nữa. Mê là cũng như mình mê chơi. Đó rồi là nói chung là mê nó nhiều cấp mê. Bây giờ là mình dừng lại đi. Mình cắt bớt rồi đi. Đó là để mình còn dư cái số tiền mà mê đó đó. Đó là để mình làm cái công dụng. Công dụng là như là mình giờ là cái con người của mình nó nhiều đời nhiều kiếp. Đó mình đâu có tu hết đâu, đâu phải kiếp nào đời nào mình cũng tu hết đâu. Đó rồi thành thử ra cũng có cắt cổ nè. Đó rồi nhổ lông nè, rồi chặt đầu nè, mổ bụng nè. Đó thì cái bao tử của cái con người đó nó giống như là cái nghĩa địa, như cái nghĩa trang vậy đó. Nó không biết bao nhiêu sinh mạng mà cổ thú cầm nó ở trong cái bao tử, trong cái thân của mình. Đó đều tất cả là nó có linh hồn hết. Đó thì nó không biết bao nhiêu là hàng triệu cái linh hồn, có con này con kia. Đó nó không có cho mình tu dễ đâu. Nó không có để cho mình tu đâu. Nó làm cho mình rớt đạo, cho tu không được. Đừng nó trả thù cái mối thù mà giết nó nè. Đó, đó gọi là cái quan tương báo, quan gia trái chủ. Đó thì bây giờ đó là mình tu mình cũng đừng có nên mà thương tiền. Thương tiền tiếc của biết ngày nào ngôi. Cái thương tiền quá là cũng bất hiếu luôn. Mà thương tiền quá đó cũng có tội luôn. Bởi vì thương tiền quá thì tôi nói cái quan gia trái chủ này đó. Thì bây giờ mình lấy cái ân mà đáp quán thì quán nội mòn. Còn hãy lấy quán đáp quán thì ẩn tù tiên tu. Mình lấy ân đáp quán là cái gì? Thì giờ mình đó là phải móc tiền túi ra. Mình phải mua mới gì đó, mới cá, mua ốc, cua, con này con kia rồi đó. Đó mà tiếc tiền quá làm sao dám phóng sanh. Mà không dám phóng sanh thì làm sao mà nghĩa là để mà nghĩa là lấy ân mà đã lấy quán mà đáp qua cái ân. Đó rồi lấy ân mà đáp quán. Đó thì mình mới có là phóng sanh như vậy đó. Rồi mình ăn chay nè, mình cử sát sanh nè, mình làm việc phước đức nè. Lâu lâu cái là mình nói ở nay là ngày lành tháng tốt, ngày mấy tháng mấy, con tên gì, tuổi gì, bao nhiêu tuổi ở đâu. Thiện tháng nay hai tháng gì đó thì tôi có làm điều phước đức. Thôi nay tôi cũng phát tâm phát nguyện để tôi hồi hướng cho cái quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị là hưởng cái này mà đừng có thù oán với tôi nữa. Giờ tôi biết rồi chứ không phải là tôi như ngày xưa nữa.
Tôi biết cải tà quy chánh đến giữ làm lành cải ác tùng thiện. Dạ. Thì thôi thì cái, quý vị cũng đừng có nên phá, cho tôi tu hành đi. Dạ. Cho đến nơi đến chốn rồi tôi có cái phước đức lâu lâu rồi tôi cũng hồi hướng cho quý vị, cho bà con. Dạ, dạ. Đó phải không? Dạ. Thì người ta là mới bỏ đi những cái hận thù này nè. Dạ. Còn mình mà bây giờ mình không lấy của che thân, bây giờ mình xuất ra cái gì mình cũng thương tiền hết trơn. Dạ. Thương quá thương rồi, giờ nhiều khi mình muốn mua cho ông bà cha mẹ ăn cái món đó. Dạ. Mà mình tiếc tiền quá rồi mình nhét vô túi thì có mua được cái gì. Dạ. Thì thành thử ra cái tu đó là mình dừng lại, mình cắt, mình dừng lại. Dừng lại là thí dụ giờ nãy mình đi đám tiệc đó là 10 phần đi. Dạ. Thì bây giờ mình cắt bỏ bớt là 4 phần là hoặc là 5 phần đi. Dạ. Đó thì mình còn dư cái chỗ này. Dạ. Đó để mình làm những cái việc phước đức. Dạ. Dạ. Đó rồi từ từ như vậy á là mình có cái phước đức rồi cái mình mới có thay đổi được. Yeah, yeah. Mới có thay đổi được cái trong thân thể mình. Yeah. Rồi mình cộng thêm đó là mình hành những cái pháp nãy tôi nói là giải thoát đó. Yeah, yeah. Chú đó. Sáu cho con hỏi, cái nãy chú Sáu nói giờ âm với giờ dương, mà ở khoảng mà không phải giờ âm với giờ dương á thì nó là cái gì vậy, chú Sáu? Cái đạo á là mình thực hành cái âm cái dương. Yeah. Đó không? Còn nếu mà nó không phải á thì cái đó cái giờ bình thường. Dạ, bình thường. Thờ có xã hội người ta đi làm này làm kia. À. Đó, người dân thường đó. À. Còn cái giờ có cái người tu đó đó. Dạ. Đó là cái giờ âm thì mình hành để cho cái âm nó chuyển thành cái dương. Ừ. Thấy không? Đó là nó bớt đi cái âm nhiều quá. Nãy tôi nói con người mình hai phần âm đó. Dạ. Mình hành như vậy đó để cho cái âm dương nó cân bằng. Nó gọi là 50-50 chứ nó không còn là hai phần âm một phần dương. Yeah. Còn nếu mình ổng hành đó thì kể như hai phần âm có một phần dương à. Yeah. Yeah. Thì con người bệnh đau á, bệnh đau mà trên xã hội này, nhà thương, bệnh viện mà nhóc hết trơn rồi phải không? Yeah. Là cái nguyên nhân họ không có biết. Yeah. Yeah. Họ không có biết cân bằng cái âm dương. À. Thấy không? Thì nếu tôi nói là tôi nói vậy chứ gặp tôi là tôi coi theo mặt phải không? Yeah. Yeah. Đó là có thể là cũng như là mấy cái ông mà mấy cái người mà đi đá gà đó. Dạ. Người ta biết con gà đá độ người ta mới gắn cửa. Dạ. Con gà mà hỏi chứ cái con gà không đá độ gắn cửa vô tiền đâu chung ta cho đủ. Và cái người không phải người tu thì không phải người tu, bây giờ cô nói ngồi người ta mắng cô luôn. Dạ. Ta không chịu tu mà cứ dạy người ta hoài là ngồi ta tức ta chửi mình luôn á. Dạ đúng. Phải không? Tu cũng phải vậy, cũng phải tùy duyên. Đúng rồi. Tùy duyên quá độ. Dạ. Chứ đâu phải mình biết đạo cái là mình đụng đâu mình nói đó đâu. Yeah. Người ta không chịu tu thì mình làm gì người ta? Yeah. Ta nói bà tu rồi tu kệ bà, tu không tu á. Ta nói ngang gì mình nói là mình nói lợi người ta không? Yeah. Nói ngang ba làng nói không lợi. Phải không? Yeah. Đấy, cho nên đó là mình tùy duyên. Dạ yeah, đúng rồi. Đó, tùy duyên quá độ đó. Chú Sáu, con hỏi chú Sáu cho con hỏi là lúc trước á, con có nghe chú Sáu nói á, là mình nhìn phía trước á chú, mình không có nhìn phía sau, là ý nghĩ làm sao chú? Mình tu đó phải không? Dạ. Đó là mình đừng có là suy nghĩ về cái quá khứ, đừng có suy nghĩ không, về cái hào quang á, cái hào quang á, cái hào quang phía trước, không có hai bên mà cũng phía sau. Cái chánh kiến là nó ở trước mặt mình, ngay mặt mình đó là chánh kiến. Đó, còn cái ở châu lưng hay là ở hai bên là không phải. Dạ. Dạ. Đó là mình cũng phải biết cái tà cái chánh. Dạ. Chứ không phải nói là cái ánh sáng mà ma quỷ nó làm không được đâu. Ừ. Ma quỷ nó làm màu quang được. Dạ. Nó làm tiên, nó làm Phật, nó làm được hết trơn à. Dạ. Chứ không phải là không phải là nó thường đâu. Chú muốn nói là chánh kiến mình nhìn phía trước. Đó, cái ánh sáng là trước ngay trán mình đó. Dạ. ngay mặt mình đó. Dạ. từ cái trán mình đổ lên cái đầu đó. Dạ. Đó là khi nó phát ra là nó phát ánh sáng ra từ trán cho tới đầu mình đó. Dạ. Dạ. Chứ nó không có phát ở sau lưng hay là hai bên, không có. À. Hai bên nó có là mình xả. À. Mình xả liền, đừng có tiếp tục ngồi nữa. À. Đó rồi
rồi mình cứ 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 tu là như là tôi nói đi. Đó, rồi như vậy đó, từ từ á, cái phước mình nó nhiều, thì cái nghiệp nó mới mòn. Phước càng nhiều thì nghiệp mới càng mòn. Cũng như bây giờ cái con người mà thiếu nợ vậy đó, thiếu nợ tiền ở ngoài đời vậy đó, thì giờ ai mướn gì cũng phải đi mặn. Thì đi mặn có tiền là mới trả nợ được. Còn cái con người có nghiệp á, con người mà cái nghiệp nặng nhẹ đó, dày mỏng gì đó, ai ở với trái đất này là đều có nghiệp quả hết. Đều có duyên nợ, đều có nghiệp chướng hết. Hoặc dày, hoặc mỏng, hoặc ít, hoặc nhiều. Mà nếu bây giờ mình muốn á, cái nghiệp mình nó nhẹ đó, thì mình phải làm cái việc phước đức đó. Cái phước đức càng nhiều thì nghiệp nó mới càng mòn. Chứ bây giờ mình không có biết làm cái việc phước đức đó, thì cái nghiệp này đó là không bao giờ nó mòn được. Cũng như mắc nợ mà không đi mần thì tiền đâu trả nợ. Đó, đi mần mà không có được ăn uống chung chướng, ăn uống chung chướng rồi làm sao trả nợ. Đó, thì bây giờ đó là mình bây giờ đó là mình ngưng lại, dừng lại, bớt đi là xã giao, bớt đi giao thiệp, bớt đi đám tiệc. Đó, thì tự đó, tự do mình biết đủ là nó đủ. Đó, thì nó dư ra cái tiền này để mình làm phước. Mà làm phước bây giờ đó là phải có trí tuệ, phải không? Đó, mà làm phước mà không có trí tuệ là coi chừng nó không có miếng phước nào trơn. Vì bây giờ nó có thật có giả, mà mình đúc vô cái giả rồi là mình trắc đất, đúc vô đồ giả rồi có mua đem về nhà chơi với thời gian cũng dục à. Nó thành thử ra là từ bi nhưng mà phải có trí tuệ. Còn còn cái tu là tu thì phải có cái giới, phải không? Đó, giới định tuệ. Đó, có cái giới thì nó mới giữ giới, có cái giới thì mới có định thì mới có tuệ được. Đó là tu chỉ cho cái cách mà nghĩa là ai muốn tu thật tâm thì tu như vậy. Thì tu bảo đảm là có gặt hái, có ứng chứng liền. Đó, còn nếu ngoài ra cái không có đó, đó là tại vì mình chưa có gặp cái vị nào. Chưa có gặp vị nào mà người ta gặt hái. Chưa có gặp vị nào người ta mà người ta có thu hoạch được. Thì người ta lấy trong cái chữ người ta nói ra thì cái đó không có bảo đảm được nha. Bởi vì cái chữ á là từ hồi mà đời vua Lương Võ Đế tới bây giờ lận. Đó là chưa, không phải là mới đây. Đời vua Lương Võ Đế là đời có thần Tú đó. Là lúc đó thì cũng có Huệ Năng rồi. Lúc đó cũng có lục tổ Huệ Năng rồi là ngài ở với cái nhà kho, nhà bếp đó. Đó, bắt ngài là bữa củi nè, xách nước nè, giả gạo nè. Thấy không? Nhưng mà cuối cùng là ngài lại là đắc pháp. Ngài đắc pháp là gì? Là cái tâm thành thật của ngài. Còn bên thằng Tú tại sao không đắc pháp? Bởi vì học giỏi rồi cống cao ngạo mạn. Đó, rồi thuộc tử cho nhiều, văn qua lý luận cho nhiều. Thì trời Phật tiên thánh thần không có chứng cái điều đó. Bởi nãy tôi nói là ở trên các ngài là dụng gì? Dụng lòng. Đó, rồi chứng cái gì? Là chứng cái tâm. Đó, cũng như là cái ngài Quan Âm mà lúc mà còn phàm đó. Đó là hồi đó thì Phật là không có nhận nữ. Đó, trong chùa con không có nhận nữ nữa. Đó là nhận nam không à. Giờ cái ngày Quan Âm này đó, là mấy giả trai. Đó, giả trai là Nguyễn Văn Kính chứ không phải Nguyễn Thị Kính. Đó thì giả trai như vậy thì ông thầy ông mới nhận. Ông thầy ông mới nhận thì thời gian thì cái thị màu rồi nè. Đó là khai là cái Văn Kính này ở có bầu. Nhưng mà cái thị màu này ở hiền da bọc đi quét lá da đó. Quét lá đa đó. Đó rồi là cái mấy là khai vậy thì thị màu á mới sanh rồi là mới giao con cho ông Văn Kính này. Đó, giao con là phải giữ luôn. Phải giữ luôn là lớp nào bị chính quyền, là lớp nào bị thầy đánh chửi mắng nữa. Đó, rồi khi mà cái Văn Kính này đó
À, nuôi con nó cũng biết học rồi, đi học rồi, nó cũng biết là nói, nó biết nó tìm hiểu được. Dạ, dạ. Đó, rồi thì như vậy thì thầy á, thầy mới đuổi dân kính này đó. Bây giờ là chính quyền á, luật pháp đó, người ta không có cho là thầy chứa những người như con. Dạ. Đó, tu hành mà còn bậy bạ vậy đó. Dạ. Thôi giờ con ra làm sao có hậu môn, con cất cái cốc con ở đi. Yeah. Đó, thì nói con xa thầy làm sao con, ai mà chỉ dạy cho con rồi làm sao con tu mà được thành được. Yeah. Đó, thì ông thầy ông mới nói không phải như vậy đâu con ơi. Đó là con yên tâm, con ra làm sao con ở đi. Yeah. Chứ giờ ở trong chùa là không có được, bởi vì con dạy rồi làm sao con ở trong chùa được. Yeah. Đó, con ra con cất ở đây ở đi. Yeah. Đó, mẹ con ở đi. Đó, thì thầy mới nói với con biết á, là Phật tức là tâm. Yeah. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Yeah. Đó, rồi cuối cùng ngài thành tâm như vậy thì ngài thành Phật Quan Âm đó. Yeah. Yeah. Đó, rồi con có ngài cũng thành luôn. Yeah. Đồng tử đó. Yeah. Thấy không? Yeah. Thành thử ra mình tu là mình tu cái tâm. Yeah. Chứ không phải là tu cái gì mà khác nữa. Yeah. Đó, ý nghĩa là nói cho, yeah, cho cháu hiểu như vậy. Yeah. Ví dụ cháu có thực hành thì nó mau một chút. Yeah. Chứ còn nói cà dòng quá rồi. Yeah. Nó lớp nào có nho rồi lớp nào là nó có bài kệ này kia nọ đồ là coi trong kinh hiểu không có nổi đâu. Yeah. Yeah. Coi thì coi vậy đó. Yeah. Cái nào không hiểu thì lâu lâu lên. Yeah. Thì tôi cho pháp cũng vậy đó. Yeah. Cái nào học nổi thì học, còn cái nào học không nổi thì thời gian nào chấp chép á, thì lên. Yeah. Lên thì hỏi. Yeah. cái gì. Yeah. Không biết á, thì tôi nói cho biết. Yeah. Thưa chú Sáu là khi mình tu hành á, sao mình biết mình đang ở mật độ nào? Cái gì? Khi mình tu hành á, sao mình biết mình đang ở mật độ nào? Ở cái gì? Ở mật độ. Mật độ gì? Mật độ á. Cô nói rõ cho con gái coi. Cái mật độ là cái ý nghĩa là gì? Giống khi mình tu hành á, là làm sao mình đang biết mình ở giống như góc ở cảnh giới nào? Cảnh giới nào? Cảnh giới. Dạ. Là cái góc độ. Dạ. Góc. Dạ. Độ nào? Dạ. Cái đó là đắc đạo mới biết. Dạ. Còn như người mới tu là không biết được. Dạ. Bởi vì khi cái tâm của mình á mà nó nhường nhã rồi, nó trở về cái tâm không đó. Yeah. Đó thì kể như muốn đi cái cảnh giới nào là do cái tâm của mình. Yeah. Do cái tâm của mình cũng như cái con chim vậy đó. Yeah. Nó đang đậu mấy cây, nó đang đậu ở dưới đất đi. Yeah. Mà nó dòm lên ngọn cây đó. Cái. Yeah. Tâm của nó hướng về ngay ngọn cây đó thì nó nhảy lên, nó cất cánh là nó lên ngay cây nó đậu. À, cái con người mà tu thành rồi thì nó như cái ý chí con chim vậy đó. Hả muốn lên ngọn cây là lên ngọn cây. Là hả muốn là thấp là xuống thấp, muốn cao là lên cao. Yeah, yeah. Đó là muốn tìm về cái góc độ nào. Yeah, yeah. Đó, ví dụ giờ là. Yeah. Muốn về cõi trời là cái tâm của mình. Yeah. Mình định. Muốn. Yeah. Về cõi tiên thì cái tâm của mình định. Yeah. Đó gọi là cái định đó, cái định thì mới có đi được. Yeah. Cái định là nhập định mới có đi được. Yeah. Còn cái chưa nhập định là không có đi đâu được hết trơn á. Dạ con cảm ơn chú Sáu đã chỉ dạy cho con. Dạ. Xin cảm ơn. Mô Di Đà Phật.